Hello, chào mừng bạn đến kênh mình nha. Đó là chơi Kick the Body vs Say the Girl. Ok, mình sẽ chơi Say the Girl trước nha. Sau đó sẽ chuyển qua Kick the Body sau. Một gặp một rất nhiều cái trông gai, mình sẽ đốt lên một ngọn lửa. Ok, làm cách nào để mở cửa à? Sẽ cho một sợi lông cần mấy trái tim kia. Đó, để có thể mở ra cánh cửa giống như mật thất ấy. Ôi no, một chú zombie. Zombie gặp mèo đen là tắt điện. Ok, easy. Đây, mình sẽ chọn một quả nấm, nhầm cây nấm. Bỏ sợi to lớn lên. Qua mà nào. 27. Ok, mà 27 nha. Ồ, một con chôm vợ. Cho nó ăn kẹo cao su đi. Chó nó dính. Dính răng nó không thể cắn được. Dùng cái lạ lạ này đi. À, biến thành một con rơi. Ồ, cái này dùng gì ta? Dùng đá không? Đá để đóng băng lại. Thế là bước qua thôi. Ok, một đôi guốc rất đẹp, nhưng mà không có lấy. Ok, một cái sa mạc. Ô, bị lún. Sẽ chọn gì đây ta? Khó quá à. Cái đèn đi. Ôi gì, sẽ đổi lấy cơn mưa. Không tham tiền, mình lại không tham tiếp. Lấy một hộp quà, thế là được. Ok, nice. 29 à? Ôi giời, đánh rơi hộp rồi. Mình sẽ lấy lại. Mất cái gì để mà nhặt lại cái đấy, không thể nào lấy hơn được. Ôi, một bức tượng. Hoa quả. Đúng luôn mà. Gặp gì đây? Mệt quá, buồn ngủ à? Buồn ngủ thì mau bão. Còn nếu mà giải chiếu ngủ dưới đất là các con cột trùng sẽ tìm đến nha. Chúng ta hãy mắc võng để ngủ ở trong rừng ấy. Ok, đến man 30 nha. Ủa, cô gái đã bị hút vào trong tivi à? Ủa, đến một nơi rất là tối. Mình sẽ dùng hai hòn đá đánh lửa. Tạo ra một khóm lửa. Quả wow, một chú khủng long à. Mình sẽ chụp. Tít tít. Sai. Chụp cho nó choáng luôn. Đây gì đây, một hòn đá. Mình sẽ ăn cái này vào cho to lớn. To lớn mà cho một đấm vỡ đá. Ok, chiến thắng. No taste. Nice. Tiếp tục nào. Oh, cô gái bị treo lên rồi. À, uống cái tí hon. Uống cho người tí hon lại. Đó, biết ngay mà. Quá dễ. Ôi no. Cặp một tên này. Làm cho tên nó yêu cô gái. Ôi, một con mụ. Cho nó xem kính. Thực thế ảo.
Thế là nó không nhìn thấy mình, thế là mình đi thôi. Và lên con xe và đi thôi. 32. Gì đây? Ô, một chiếc xe. Ha, xe động cơ đẩy bằng chân rồi. Yeah. Oh, do I hit that? Cho ăn thịt đi. Dùng cá sấu làm đường đi luôn. Đỉnh thế nhỉ. Ôi bị lún rồi. Dùng cái này đi. Dùng đôi ủng là hết lún. Yeah, đã vào một cái hang động. Giải cứu thành công. Tiếp nào. Ồ, một chú chó. Nghe nhạc đi. Nghe nhạc nhưng không có gì xảy ra. Thế là đi qua. À, nấu một cái lỗ hổng trên tường nào. Sẽ lắp nó lại. Yeah, cửa nó mở. Ôi, ngoài chiếc TV thời tiền sử. Cho Pikachu đi. Pikachu để nạp điện cho TV. Mái tóc xoăn. Nice. 34 à? No. That's my world. Ok, và chúng trở lại với cái robot đi nha. Mình sẽ chơi vũ khí ở trong Grand Prix. Choose something okay, else. Piano. Dùng để đánh bút đi. Read the directions. Bút đi với chúng tôi. Hãy cho bút đi với chúng tôi. Ugh, it stinks like garbage in here. Thật là sẽ còn sự việc. I live in a box. Nhái bút đi luôn. Bước đi cực kỳ uy lực. Tanh. Chưa sẽ tanh. Quay lại một lần nữa. Xe tăng comeback. Ha ha. Oh, please, God, no, please. I'm out. Lần này sẽ tới. That's not good. Okay. Oi. No. Mấy quả nổ. No. You're killing me. No. Enough. Help me. Mind if I catch a nap here? Oh, mình sẽ chọn candy. No. Stand in here. Oh, chúng mình đi. À, mình biết rồi. Sẽ chơi một cái xe. Đây. No, not that. Lên xe. That'll work. Oh, yeah. Ow! Came out! No! Whoa! Now, big no. Bé bút đi à?
pain, the pain. Xong đời cho bé muốn đi luôn.